Hôm nay chúng ta học bài số 34. Ai ghi ổ sơn sơn bu hanen hanen kê hotel. Ai ghi ốt đây là áo của em bé. Ai ghi ổ sơn sơn bu hanen kê. Cái việc mà tặng quà là cái áo em bé. Hotel bạn thấy như thế nào? Tôi định tặng em bé cái áo, bạn thấy thế nào? Bài này chúng ta sẽ học Chuchunaki, là đây là đề cử, đề nghị nhé, hoặc là giới thiệu, hoặc là Sunso Maraki là cái nói rõ cái thứ tự. Và chúng ta sử dụng là nên kê ô téo, là đưa ra một cái gợi ý cho người khác. Konaso là ngay sau khi làm việc gì đó thì chúng ta lại có hành động tiếp theo xảy ra. Thức biên Hana là những ngày đặc biệt, trong cuộc đời của chúng ta là những ngày nào, xem nó có giống với những cái bài mà mình học được đấy không. Tiếp theo là kiên hôn muôn hoa. Kiên hôn muôn hoa đây là văn hóa hôn nhân, tức là kết hôn của Hàn Quốc nó khác hay là giống gì so với kết hôn ở Việt Nam. Hanguke Hanguine Kyungjosa là cái việc hiếu hỉ người Hàn Quốc như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài này. Các bạn chắc chắn là cũng đã xem qua cái bài này rồi chứ ạ. Nè. Đầu tiên chúng ta vào bảng hội thoại số 1 này. Đây ạ. Yun Sun chất thôn chúc kha. Đó chính là cái chúc mừng cái em bé có tên là Yun Sun chất thôn và sinh nhật lần đầu tiên. Và chúng ta tìm hiểu đoạn hội thoại ở đây có ý nghĩa là như thế nào. Đầu tiên là chúng ta xem cái từ vựng Inhyung, để ở đây là búp bê nhé. Các bạn ở nhà các bạn hiện tại có con Inhyung nào không ạ? Isoyo opsoyo, Inhyung isoyo opsoyo. Absurd. Rồi không? Ok. Inhyung là búp bê không có nghĩa là chúng ta là con búp bê kiểu cô gái công chúa đâu nhá, kể cả những cái gấu bông chúng ta cũng gọi là y hương đấy ạ, cái đấy gọi là cô minh hương, cô minh hương. Monica nói với Sohi, Soichi to Iwon Chubare, Sunyoung si의 아기 돈 잔치에 가요. Cái thôn chan chi đây là cái sinh nhật lần đầu tiên của đứa bé nhé. Aki là em bé này. Sunyoung si의 Aki là đứa bé của nhà Sunyoung. Nó diễn ra vào chủ nhật tuần này, ăn vào cuối tuần này đúng không ạ? Đây, cho tôi gal goyeyo. Vâng, tôi sẽ đi. Thôn chan chi에 가면 뭐 해요? Thôn chan chi에 가면 뭐 해요? Nếu mà đi đến nếu đi đến cái buổi thôn chan chi, cái tiệc sinh nhật lần một tuổi á, lần đầu tiên ấy, thì mua hiếu thì làm cái gì? Khá chúc qua chinh cu từ đi là cái gia đình và bạn bè và những người bạn. A kia chất phần chế sinh nhật lần chúc ca hago là đầu tiên là những người. Tôi nghe điện thoại chung.
Và chúng ta tiếp tục các bạn nhé. Các chúc tuần qua chinh cụ từ đi ai ghé chấp bân chê sinh nhật chúc ca vô những người bạn và gia đình chúc mừng cái sinh nhật chấp bân chê là lần đầu tiên e ơi của em bé chúc xong rồi ạ học tô mồi rồi ăn cơm khuôn tê thế nhưng ai kia hàn thề bù xuân xuân bù rơ hàn nên kê chùi ố. Thế nhưng thì tặng quà gì cho em bé thì tốt nhỉ? Agios ina, ina đây là hoặc ạ. Agios là áo của em bé, áo trẻ em hoặc là in nhân ngân bản ni xuân bù đều là tặng nhiều. Xuân bù đều đây là tặng quà. Bản ni xuân bù đều là tặng nhiều. Tặng nhiều cái gì ạ? In nhân hoặc là áo của em bé. Cho nên in hiệu ngân sát sư nì ca vì tôi đã mua cái búp bê rồi. Mô đi ca chi nên ô sơn sơn môn hàn kê ở tế ô vì tôi đã mua cái búp bê rồi. Bạn mô đi ca thấy là cái việc mua áo thì như thế nào? Cứ kê chụp kê nè ô thật tuyệt vời. Hoặc là chúng ta dịch là cái đó tốt đấy, cái đó chắc là tốt đấy. Cô mau hiểu, cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ đóng vai các bạn nhé. Hãy tôi mời từng bạn một đọc nè. Các bạn còn ở đây không ạ? Nè. Thế bây giờ mời bạn Trang đọc trước nhé, Trang nhé. Đọc từ đầu đến cuối nhé. Sohisito ibon chumare sunyang sie aki tan ton 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 chan chie kayo ne choto kankeo ton chan chie kamien muheo kachok kwa chingu turi akie chot bun che sang iren chuk ha ha ko pap ko makoyo kuren te aki Aki han te musun sun murun hanun ke choayo. Aki osina in hyung un mani sun mun heo. Chonun in hyung un sat su ni ka moni ka sinun osun sun mun hanun ke oteo. Ku ke choket neo. Komogoyo. Đấy. Mời bạn Hàn. Soesito, Ibon Chumare, Sunyang Sie Aki, Don Chan Chie Kayo, Ne, Shoto Kangueo, Don Chan Chie Ganyang Mueo, Kachokwa Chinguduri, Akiye Chupunche, Seng Irun, Chukahako, Babdo Makoyo, Kurunde, Aki Hanhe, Musun, Sun Murun Hanenke, Chuayo. Aki Osina, In Hyung Eun Mani Son Mul Heo. Chenun In Hyung Eun Sasunika Moni Hasinun Osun Son Mul Hanun Ge Oteo? Geuge Jokkaeneo. Gomaeoyo. Ne, okay. Mời Ngọc, Ngọc đọc từ đầu Ngọc ơi. Suishito Ibon Sumare Sujang Si Ui Aki Ton Chan Chi E Kayo. Ngọc ơi, Ngọc từ từ đọc lại này. Sohi Chumare Sun Yong Si E A Ki. Cái đấy đọc là E chứ không đọc là Ư. Sun Mang Si E A Ki Tôn Chan Chi E Cái U. Cái U. Nè. Chờ tu Can Cơ Eo Tôn Chan Chi E Ca Miên Mùa Hiếu Ca Chốc Qua Chin Cu
turi akie chot pon che siang irin chuk chukha hako pato makayo kurente akihante musun sơn murun hanen cơ chỗ ai ô hanen kê chỗ ai ô sơn kê chỗ ai ô aki ot nina osina osina in hiang ân mạn hi sơn mun heo cho nên in hiang ân sát sư nika monika sinen usen sơn mun hanen ke e ke ở teo cứ ke chốt chô chốt chô khét chốt kết nèo chốt kết nèo của mau ấy. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ nghe phần CD nhé.34과 아기 옷을 선물하는 게 어때요? 대화 1. 소희 씨도 이번 주말에 순영 씨의 아기 돌잔치에 가요? 네, 저도 갈 거예요. 돌잔치에 가면 뭐 해요? 가족과 친구들이 아기의 첫 번째 생일을 축하하고 밥도 먹어요. 그런데 아기한테 무슨 선물을 하는 게 좋아요? 아기 옷이나 인형을 많이 선물해요. 저는 인형을 샀으니까 모니카 씨는 옷을 선물하는 게 어때요? 그게 좋겠네요. 고마워요. 34과 아기 옷을 선물하는 게 어때요? 대화 1. 소희 씨도 이번 주말에 순영 씨의 아기 돌잔치에 가요? 네, 저도 갈 거예요. 돌잔치에 가면 뭐 해요? 가족과 친구들이 아기의 첫 번째 생일을 축하하고 밥도 먹어요. 그런데 아기한테 무슨 선물을 하는 게 좋아요? 아기 옷이나 인형을 많이 선물해요. 저는 인형을 샀으니까 모니카 씨는 옷을 선물하는 게 어때요? 그게 좋겠네요. 고마워요. Bây giờ bạn Trang với bạn Hà đóng vai giúp thầy giáo nhé. Ừ. Bạn Hà đóng vai là Monica, còn bạn Trang đóng vai là Sohi. Sohi Sido, 이번 주말에 순영 씨의 아기 돌잔치에 가요? 네, 저도 갈 거예요. 돌잔치에 가족과 친구들이 아기의 첫 번째 생일은 축하하고 밥도 먹어요. 그런데 아기한테 무슨 선물은 하는 게 좋아요?
아기 옷이나 인형을 많이 선물해요. 저는 인형은 샀으니까 모니카 씨는 옷은 선물하는 게 어때요? 그게 좋겠네요. 고마워요. 네. Bây giờ chúng ta xem một số cái ngày đặc biệt ạ. Đây là những ngày đặc biệt của Hàn Quốc, xem có giống Việt Nam nhé. Đầu tiên là Thức Biên Han Lan. Thức Biên Han Lan. Đây là Na là ngày. Thức Biên Ha Ra là đặc biệt. Thức Biên Han Lan là ngày đặc biệt. Đầu tiên là chúng ta có ngày đầu tiên là sinh nhật. Sinh nhật đối với chúng ta có phải là ngày đặc biệt không ạ? Có. Ồ, sinh nhật là ngày đặc biệt. Ở bên Hàn Quốc người ta còn tổ chức cả Pekin 100 ngày. Đó. Đối với em bé 100 ngày nó không, người ta không tổ chức là đầy tháng mà tổ chức là Pekin. Nha. Tiếp theo Thôl. Thôl đây là sinh nhật lần đầu tiên. Là Thôl. Nha, Thôl Chanji là tiệc sinh nhật. Thêm nữa có Chip Tree là tiệc lên nhà mới. À, ngày trước chúng ta cũng học cái bài về Chip Tree rồi đúng không ạ? Chúng ta học chưa nhỉ? Ờ, cả quà tặng ấy. Quà tặng là giấy vệ sinh này. Giấy vệ sinh. Rồi chất tẩy rửa này, bột giặt, xà phòng. Đúng không ạ? Tiếp theo là Oboinan là ngày cha mẹ. Ngày cha mẹ. Sư sưng Enan là ngày nhà giáo. Ở Việt Nam là 20 tháng 11 này. Còn ở Hàn là 15 tháng 5. Tiếp theo Orininan. Đây là ngày thiếu nhi. Là mùng 5 tháng 5. Đó thì là kết hôn kỷ niệm. Kết hôn kỷ niệm. In là ngày. Kỷ niệm. Ngày kỷ niệm kết hôn. Tức là kỷ niệm ngày cưới đấy. Hoan gấp là mừng thọ 60. Tức là sinh nhật. Lần sinh nhật tuổi thứ 60. Và Chinsun, đây là ngày mừng thọ 70. Nhá. Thì bây giờ mời các bạn mỗi người đọc giúp tôi một lượt cái mấy từ vựng này, nó cũng dễ. Và mời bạn Hà đọc trước. Sen il, Pek il, Tol, Chituri, Opoinal, Susum enal, Orininal, kết hôn kỷ niệm in, hoan cấp, chinh xuân. Mời bạn Trang. Sang il, bạc il, tôn, kiếp tư đi, ơ bi inai, sư sưng inan, sư sưng enan, Orininal, kết hôn kỷ niệm in, hoan cấp, chinh xuân. Mời bạn Ngọc. Sang in, pek in, tôn, chip tư ri, ơ pơ y nan, sư sưng e nan, ơ ri ni nan, kết hôn, kỳ niêm in. Kết hôn kỷ niệm in. Ok. Hoan cấp. Hoan cấp. Chinh xuân. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ có cái ngữ pháp đó là động từ đi với nâng kê ở téo. Động từ đi với nâng kê ở téo. Cái này xuất hiện trong câu hỏi. Bạn thấy cái việc đó thì như thế nào? Thì cái để ở đây là gắn liền với động từ được sử dụng để gợi ý hoặc tư vấn cho một hành động nhất định.
tức là đưa ra một cái phương pháp, một cái cách thức khác cho người ta để người ta lựa chọn. Đấy. Thì các bạn xem ví dụ đây ạ. 주말에 친구 집 들이가 있는데 và cuối tuần ấy thì có cái buổi lên nhà mới của bạn. 무슨 선물이 좋을까요? Là chuẩn bị, mình chuẩn bị quà gì thì tốt nhỉ? 세제나 휴지는 사는 게 어때요? Bạn thử xem là mua cái bột giặt hoặc là giấy vệ sinh thì như thế nào? Bây giờ chúng ta ăn cơm nhé. Bây giờ chúng ta ăn cơm phải không? 영화는 본 후에 밥을 먹는 게 어때요? Bạn thấy cái việc mà chúng ta xem xong phim rồi ăn cơm thì bạn thấy như thế nào? Xem xong rồi ăn cơm. 오늘 참 춥네요. 날이 lạnh thế nhỉ? 우리 오늘 저녁에 김치찌개를 만드는 게 어때요? Hôm nay trời rét thế nhỉ? Vào buổi tối hôm nay làm cái canh kim chi thì bạn thấy thế nào? Hoặc là chúng ta làm canh kim chi vào tối nay thì bạn thấy như thế nào? 좋아요. 좋. 저도 따뜻한 음식은 먹고 싶었어요. Tôi cũng đã rất là muốn ăn cái món gì nóng nóng. Thế bây giờ ba ví dụ này, bạn Hà đọc lại ví dụ số 1, bạn Trang đọc lại ví dụ số 2, bạn Ngọc đọc lại ví dụ số 3 giúp thầy giáo vậy. Sơn mùi chỗ không cái ốc xe chê na hiu chi đơn xa nâng kê ở tế ốc chị cơm bạp chị cơm bạp bên mặc cân cái ốc yong hoa đơn bôn hùê ba cân mặc nân một nân kê ở tế ốc này ô nân chạm chút nêu uri ô nân chân nước chân nhớ kê kim chi chi kê rin man tư nân kê ơ theo chô hào chô tu ta tích hàn si kinh mặc cô ship bớt bớt ship bớt sớ ship bớt sớ 싶었어요. 따뜻한 음식 먹고 싶었어요. 오케이. 그래, chúng ta có một số ví dụ ở bên dưới này ạ. Các bạn nối giúp thầy giáo vậy ạ. 그림은 보고 알맞은 말을 연결하세요. Các bạn xem bức tranh và nối cái lời nói phù hợp. Thì ở đây chúng ta có các như sau ạ. Số 1 ở bức hình đây là gì ạ? Tôi. Câu 1, chọn Trang In. Ok, Trang In. Trang In. Bức hình số 2. Một là tôn. Câu 1 là tôn. Câu 1 là tôn. Ok, câu 1 là tôn. Tiếp theo câu số 2. Chip tư đi. Chip tư đi. Rồi. Câu số 3. Kiên hôn kỷ niệm gì? Kiên hôn. Kiên hôn kỷ niệm in. Ok. Kiên hôn kỷ niệm in. Số 4. Ở bơi nàng. Ở bên này. Ở bơi nàng và số 5 là sáng in nữa. Các bạn có nối như thế vào trong sách ấy. Đây ạ, các bạn ở bài tập số 2
그림은 보고 hãy xem bức tranh và 는게 어때요? 를 사용해서 대화를 완성하세요. và sử dụng cái cấu trúc là 는게 어때요 để hoàn thành hội thoại. Bạn là Trang làm câu một rồi, bạn Hà làm câu hai nhé. Đang có cái kết quả chưa Trang? Nè, rồi. Hiu chi nên sơn môn hà nên kê ở téo. Hiu Hà chi rừng. Nè, rư. sơn môn hà nên. Môn hà liên kề đúng không? Téo, ở téo. Téo, đây câu hỏi Téo, luôn. nè. Téo. Rồi. Bài hai câu số 2 này. Đọc câu trả lời của thầy. Ừ, nó có trả lời chưa? Ô sân xa nên kê tếu. Cô Xuân xa nên kê ở tếu. Ok, mua sao cayo, mua sao cayo đúng không? Đây là người ta hỏi là mua cái gì? Thì chúng ta là mua cái áo. Thì như thế nào? Ok. Đấy phần số 1 thì chúng ta có mấy cái đây sử dụng đấy. Chúng ta đưa ra một phương pháp. Đó là một cách. Phần hội thoại số 2 chúng ta nhìn đây là buổi lễ kết hôn của Hàn Quốc đấy ạ. Kết hôn Hàn Quốc thì nó có hai cái kiểu kết hôn. Đầu tiên là kết hôn theo kiểu hiện đại, đó là các bạn nhìn thấy như trên màn hình ấy, là người ta kết hôn ở nhà cưới. Thứ hai nữa là người ta kết hôn theo kiểu truyền thống, tức là vào cái ngày lễ kết hôn ấy thì lúc đầu người ta sẽ kết hôn bằng cái ở nhà thờ hoặc là ở cái nhà cưới thì người ta sẽ kết hôn như thế này. Đấy. Thứ hai, sau khi buổi kết hôn này mà chấm dứt ý, thì mọi người trên đường đi về thì mọi người sẽ tổ chức một cái lễ, đó là lễ kết hôn, người ta sẽ thay quần áo để theo cái mặc hanbok ấy ạ, mặc hanbok xong rồi người chú rể với cõng cô dâu vào trong nhà các thứ theo đúng cái phong cách truyền thống của Hàn Quốc ấy. Ở đây chúng ta sẽ có cuộc nói chuyện giữa Miyoung và Lily. Miyoung nói ạ, 신랑하고 수진 씨가 참잘 어울리지요? 신랑 là chú rể ạ, chú rể Haku và Haku là và Su Jin Si, Su Jin là cái bạn nữ đấy, Su Jin và chú rể đấy. Charm là rất, charm tốt, Olida là hợp, charm charm Olicio là rất hợp đúng không? Rất hợp phải không? Rất đẹp đôi phải không? Su Jin và chú rể rất đẹp đôi phải không nhỉ? Nè, 정말 잘 어울려요. Vâng, thực sự là đẹp đôi, thực sự là hợp nhau. 그런데 한국에서는 결혼할 때 한복은 안 입어요. Thế nhưng Hàn Quốc에서는 ở Hàn Quốc ấy, kết hôn hal te khi kết hôn ấy, hanbok은 안 입어요. Hanbok은 안 입어요. Đó là không mặc áo hanbok à. Kết hôn sĩ khi 끝나고 나서, 끝나다 là kết thúc cái buổi lễ kết hôn này ấy. Cô 나서 sau khi kết hôn, 패백은 드리는데, 패백 là đây ạ, nó là một cái lễ khi kết hôn nhé. Thế bé gần thứ đi lần đề cứ tế hanbok gần ý bồi, và khi đó thì mới mặc áo hanbok. Bạn này bạn không biết thế bé là gì cả, thế bé gì bồi ấy, thế bé là cái gì nhỉ? Kết hôn hal tế khi mà kết hôn ấy, xin lang bu mô qua xin chức tư rê hanen insa-eyo. Thì feedback là cái gì? Là khi mà kết hôn ấy thì cô dâu chào
những người họ hàng và bố mẹ của chú rể. Đấy là thế bên. À, 그렇군요. À, thì ra là vậy. 한국의 전통 혼례도 보고 싶어요. 한국의 전통 là truyền thống của Hàn Quốc. Hôn lễ đây là hôn lễ. Tô cũng 보고 싶어요. 보고 싶어요 là muốn xem. À, tôi cũng muốn xem cái hôn lễ truyền thống của người Hàn Quốc. Đấy. Từ mới ở đây là có truyền thống hôn lễ là hôn lễ truyền thống. Và bây giờ mời bạn Trang với bạn Hà đóng vai nhé. Đóng vai hai người này nhé. Rồi. Mời Hà đọc trước. Mà Hà là Miyong, còn Trang là Lily. Xin chào cô Suchin Sika, chào chào Uli Chiyo. Nè, chào Ale, chào Mai, chào Uniel. Cứ đến đây Hàn Quốc kê, cho nên Kiron Han Tê, Hàn Quốc kê, An Ipoyo. Ipoyo. Yong Hon City, gần nào cô na sơ, thế bê gần tùy nên tê. Từ đây Hàn Quốc gần kịp ơi. Phê bê kì mùa éo. Kiong hôn hàn tê. Xin lăng phù mô niêm khoạc. Chính chức tình kê hà nên in xa éo. À, cứ đó gần nhỏ Hàn Quốc kê chân thông hô nê tô phô cô xíp hồ. Bây giờ chúng ta đổi lại. Trang đóng vai là Miyong, còn Hà đóng vai là Lily nhé. Nè. Xin năng hào cô Su Chin Sika Chan Chan ở Unia Chiếu. Nè, chồng mang chan ở Unia Lô. Cứ đơn tê, Hàn Quốc kê sơ nên kênh hôn hàn tê, Hàn Quốc kênh an ít bởi ốc. Kiron Siki kết na cô na sơ pe pe phê bê cười từ đi nâng tê cư tê hàm bốc cười ít phơi ô. Phê bê kì mùa hề ô. Kê rôn hàm tê xin nàng bô mô niêm qua chín chất tư kê hà nâng in xa hề ô. À, cứ đất của nhô. Hàn Quốc kê chân thông hô lê tô bô cô xíp phơi ô. Đấy, ok. Bây giờ chúng ta nghe phần bài này nhé. 대화 2. 신랑하고 수진 씨가 참 잘 어울리지요? 네, 정말 잘 어울려요. 그런데 한국에서는 결혼할 때 한복을 안 입어요? 결혼식이 끝나고 나서 패백을 드리는데 그때 한복을 입어요. 패백이 뭐예요? 결혼할 때 신랑 부모님과 친척들께 하는 인사예요. 아, 그렇군요. 한국의 전통 혼례도 보고 싶어요. 대화 2. 신랑하고 수진 씨가 참 잘 어울리지요? 네, 정말 잘 어울려요. 그런데 한국에서는 결혼할 때 한복을 안 입어요? 결혼식이 끝나고 나서 패백을 드리는데 그때 한복을 입어요. 패백이 뭐예요? 결혼할 때 신랑 부모님과 친척들께 하는 인사예요. 아, 그렇군요. 한국의 전통 혼례도 보고 싶어요. và chúng ta tìm hiểu cái văn hóa hôn nhân của người Hàn Quốc là như thế nào. Ở đây chúng ta có kết hôn, bún hòa, văn hóa hôn nhân.
Thì đầu tiên chúng ta nghĩ đến ngay đó là kinonsik, đó là lễ cưới. Nhá. Kinonsik là lễ cưới, thì cái này khi mà lễ cưới chúng ta tổ chức, đặc biệt là chúng ta xem ở nhà cưới ấy, thì cái lễ cưới tổ chức như thế nào chúng ta cũng biết. Tiếp theo là trông chấp trang. Trông chấp trang đây là cái thiệp mời, như người Việt Nam cũng thế thôi ạ. Nhá. Ở đây có một cái nữa đó, tiền mừng, chúc cây cơm. Chúc cây cơm này thì đối với người Hàn Quốc hay người Việt Nam đều giống nhau thôi. Nhá. Chúc cây cơm. Và ở Hàn Quốc người ta còn thoải mái hơn, hoặc như Việt Nam bây giờ nó cũng đỡ rồi. Đó chính là nếu ai không đến được thì mọi người hãy mừng tôi, mừng cho tôi vào theo số tài khoản này. Tức là người đang đăng luôn cái số tài khoản người ta lên đấy. Nhá. Ở Việt Nam đã bao giờ thấy cái những sự tình huống như vậy chưa các bạn? Chưa. Rồi ạ, em chưa gặp. Rồi, có rồi thì rồi, thấy rồi. Nếu không đi được thì mừng cho tôi vào đây. Tiếp theo, xin lang là chú rể và xin bu là cô dâu. Xin lang, xin bu, chú rể, cô dâu. Tiếp theo, chú lê là chủ lễ. Yeah, chủ lễ. Ha kép là khách mời, ha kép hoặc là quan kép, khách quan. Yeah. Khách mời đấy. Yeah. Ha kép hoặc là quan kép. Tiếp theo là sa chin choan nhung hơn ha tả. Thì bao giờ ở đám cưới thì cũng phải có một người chạy lăng xăng chụp ảnh đấy ạ. Yeah. Đấy là sa chin choan nhung ha tả. Piro yonen ha tả. Đây là tiệc cưới. Phêbyeokeun deurida. Đây là phêbyeokeun deurida đấy. Các bạn nhớ cái ở trong phim cổ trang của Trung Quốc thường hay có đoạn là đưa về nhà rồi thì bắt đầu là dâng trà cho bố mẹ hoặc cho người lớn trong gia đình ấy. Thì đấy chính là phêbyeok đấy. Các bạn hình dung ra chưa? Phêbyeok. À, bây giờ mời Trang đọc qua một lượt thì từ vựng này ạ. Kiron Sik trong cấp Trang, Chu Ki Kum, Xin Nang, Xin Bu, Chu Lê, Ha Kek, Sa Chin Choa Yung Un Ha Da, Phi Rô Yơ Nui Ha Da, Phe Bè Cui Tư Đi Ta. Mời Hà. Kiron Sik trong chấp Trang, Chu Ki Kum, Xin lang, xin bu, chu lê, ha kép, ha kép. Sa chin cha liêng ngân ha ta. Khi rô dân ưng ha ta. Thê bê cân tư đi ta. Ok. Ở đây chúng ta có cái cấu trúc ngữ pháp đó là động từ đi với cô nà sơ. Xong hành động thứ hai. Hành động số 1 kết thúc và tiếp nối bằng hành động thứ hai. Đó, gắn liền với động từ chỉ ra rằng một hành động hoặc một sự kiện diễn ra sau khi hành động của động từ cô na thơ được hoàn thành. Tức là sau khi V1 được hoàn thành thì hành động thứ hai được xảy ra. Nhá. Thì ở đây chúng ta xem cái ví dụ này. Miyeong si baegopeunde babeun eonje mogeoyo. Cái này nghĩa là gì chẳng? Mi ông si Pego Pego phân đề Pego phân đề đói đói bụng Pa vân ơn chê mò gây hò khi nào ăn cơm. Đúng rồi, đói quá khi nào ăn cơm. Mi ông sa chín chuan yong sa chín chuan yong ha gô nà sơ Pa vân mò gây hò gây hò. Sau khi, đúng không? Sau khi quay phim xong, sau khi quay phim chụp ảnh xong thì phá vơn mở cơ đơ gài thì đi ăn, thì đi ăn cơm, đúng không ạ? Câu số 2, người ca nói là gì ạ? Người ca Morikashi 당근하고 양파는 어떻게 할까요? Dịch như nào hả nhỉ? Monica còn cà rốt và hành tây thì như thế nào ạ? Cà rốt và hành tây thì làm như thế nào?
할까요 là làm em ạ, haga nhé. Trả lời đó là luộc, luộc rồi rán à, Cái gì? luộc luộc chín, luộc chín thịt rồi rán á. Luộc xong thịt rồi. Cái này pok là chúng ta cứ dịch là xào vậy ạ, hoặc là rang. Cái pok ta không phải là rán. Vâng ạ. Ok. Nhớ nhớ là hành động trước cô Na Sơ hoàn thành xong thì hành động thứ hai mới bắt đầu. Ví dụ như là chúng ta là công vua Ha Cô Na Sơ. Công vua Ha Cô Na Sơ chài ổ. Sau khi học xong ngủ ấy, chứ đừng ngủ khi học. Luyện tập số 2 này, bài tập số 1 này. 그림에 맞는 단어를 뽑기에서 골라 문장은 완성하세요. 그림에 맞는 단어는 그림에 là vào bức tranh này, 맞는 단어를 뽑기에서 골라 tự chọn là phần bogey ở bên dưới này, đây chọn là phần bogey này, 문장은 완성하세요 để làm hoàn thành câu văn, đây là câu văn 문장 đây ạ nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn từ vựng nào ạ? À, bây giờ câu 1 rồi bạn Hà làm giúp tôi, xong đến câu 2 bạn Trang này. Đọc và dịch luôn nhé. Chê Hàn Quốc Chin Gu Han Thê Sơ Trân Chức Trang Ân Ta Tát Sở. Nghĩa là gì em nhỉ? Người Nếu mà là đi một mình số tôi đã nhận cái thiệp mời từ người bạn Hàn Quốc. ok, mời Trang câu thứ hai. Kureso chonen chi chulan chi lan chu toyo inne in kue kiron sik e katsoyo. Vì thế nên vào thứ bảy tuần trước tôi đã đi lễ cưới của bạn. Của bạn đúng không? Của bảo của bạn bè đúng không? Này. Rồi. Câu số 3 mời Hà này. Xuân Môn Gia Tin. Sơn Môn Tê xin ở Trúc Kê Câm Ân chuẩn bị hết rồi, có nghĩa là Cần hết rồi còn tiền mấy cái mừng, ngồi đang hấp thôi. tiền Ba mừng cái ngồi đang hấp. thay món quà tôi đã chuẩn bị. Tê xin để thay cho Mừng. thay cho quà, thay cho quà thì là tôi đã chuẩn bị tiền mừng Tôi đã chuẩn bị tiền mừng thay cho quà. Câu số 4 mời Trang. 결혼식이 시작되고 먼저 신랑이 입장했어요. 뭐 lễ cưới chú rể bước vào đầu tiên. Gì? Kết hôn Bắt sinh si chắc tùy cô khi mà cái lễ kết hôn bắt đầu ấy, mơn chơ đầu tiên là chú rể sẽ đi vào íp trang, sẽ nhập trường, tức là đi vào trong hội trường trước, chú rể đó là xin lang đúng không? Câu số 5 Krigo và Cứ đi cô xin cô ca ít trang hết ngân tê chồng mang arum ta út và cô dâu đi vào. Khi mà cô dâu đi vào thì thật sự rất đẹp. Rất xinh đẹp, thực sự rất đẹp. Ok,
Tiếp theo, Kurimun Pogo xem bức tranh và Kona Serun Sayong Heso Tehon Wan Sang Kaseo. Sau khi xem bức tranh ấy, thì các bạn hãy sử dụng Kona Sơ để hoàn thành hội thoại. Thì các bạn, bạn Hà sẽ làm câu số 2, bạn Trang làm câu số 1 nhé. Ôn chê phê bếc dương thủ đề yếu. Phê bếc. Kiron Siki Kut Na Ko Kut Na Ko Na Sơ Kut Na Ko Na Sơ Pe 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 Kui Tư Điều Yô Tư Điều Yô, ok. Bạn Hà Ơn chê phá vân mở cơ lực hay khảo cái yô. Khi nào đi ăn cơm? Sa chín cha linh ân ha cô na sơ cáp si na tầm 20 triệu một lạ cáp si tà đi con đông trùng cho con sâu cáp si tà về cáp si tà ok cáp si tà hãy cùng nhau đi sau khi quay xong cái quay phim chụp ảnh này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi nhá. Đây là thôn Giàn Chi, Sư Sư Người Nàng. Sư Sư Người Nàng. Đây các bạn xem ví dụ này. Tam Chu Thôi Yui. Tam Chu Thôi Yui đây. Ta Dung Chu Thôi Yui đi. Tu Chi Chi Agi Thôn Nhìn đây. Là sinh nhật lần đầu tiên của Agi nhà Sư Chin. Mu Sơn Sơn Mu Đơn Hà Miễn Chủ Cái Ô. Mu Quả Gì thì tốt. Su Chi Chi Agi Thôn. Được chưa? À, ví dụ như là vào ngày 15 tháng 5 là ngày nhà giáo luôn ạ. Chúng ta thay vào đâu ạ? Thời gian đây ạ. Chúng ta Sujinshi Agiton, Sujinshi Agiton. Thì em thay cái số 1, số 2 này, số 1 này, số 1 này, số 2 này vào cái vị trí này, đúng không? Cũng Muzun Sun Mun Hai Miết Chu Cái Ô. Được ạ? Còn các bạn đây ạ. Đây là cái món quà mà các bạn nghĩ tặng cho người ta thì các bạn có thể thay đi, thay khác đi. Đấy, thì là chúng ta sẽ sử dụng được. Bây giờ bạn Trang sẽ làm câu số 1 nhé. Bạn Hà làm câu số 2 nhé.
Nào mời Trang làm câu 1 đi Trang ơi. Nè. Ô ô rồi, ô rồi ship. Ô rồi, ô ship y. Sư sưng, sư sưng e nàng. Một sưng sơn môn rơn, sơn môn rơn. Ha miên, cho ân cái ô. Sơn xem nìm, ô sưng, sơn môn ha nâng kê ô tèo. Đấy, ok. Mời Hà câu số 2 nè. Này rì, chín cô sang in in thế mu sơn sơn mu hạ nhân chú ân thái ô ô sơn sơn mu hạ nhân kê ở tế ô nè ok vậy các bạn sẽ biết làm đã biết làm đây chúng ta tìm hiểu một số ngày đây ạ đầu tiên là ngày sinh nhật lần đầu tiên thôn ai ga theo nàng phu in lên sau khi em bé được sinh ra theo nan hu theo nà đà là sinh ra theo nan hu rồi sau khi được sinh ra y liền một năm tuy nhiên nếu mà được một năm ấy thôn chan chi rất không gì nào thì sẽ tổ chức cái tiệc sinh nhật một tuổi ai ghe bu mô nim mô tu chin chức tương qua chin bu tu rân chô tê hê sô bố mẹ của em bé sẽ mời tất cả bạn bè và người thân 같이 밥을 먹는데 và cùng nhau ăn cơm. 이때 vào khi đó ấy, 돈 잡이를 합니다. Và khi đó thì có một cái lễ đó là 돈 잡이. 돈 잡이 là 돈 잡이는 아이의 미래 알아보기 위해 là để mà tìm hiểu được cái tương lai của đứa bé như thế nào. Yodokachi bungunen nukku thì người ta sẽ đặt rất nhiều cái loại đồ vật ở trước mặt em bé. Aiga chakke hanen go chingida và để cho em bé lựa chọn em bé sẽ túm được cái nào. Thì ví dụ như là bạn cô ấy một tuổi thì người ta để em bé trước một cái bàn đồ chơi chẳng hạn. Trong đấy có vàng này, tiền này, rồi bút này, rồi những cái khác thì thường là em bé chọn cái nào thì sẽ dự đoán ví dụ chọn bút chẳng hạn thì sẽ dự đoán là sau này nó sẽ đường học hành nó sẽ tiến tới kiểu như vậy ạ. Thế là thôn trong cái thôn buổi tiệc thôn chan chi thì có cái lễ đó là thôn chà pi. Tiếp theo kết hôn là kết hôn. Đây các bạn nhìn thấy đây ạ. 한국인의 결혼식에는 전통 혼례와 현대적인 혼례식이 있는데 ở trong cái văn hóa kết hôn của Hàn Quốc ấy thì có cái lễ kết hôn truyền thống và lễ kết hôn kiểu hiện đại. 요즘 결혼식장에서 식장이나 호텔에서 현대적인 결혼식은 많이 합니다. Thì dạo này ở những cái nhà cưới hoặc là ở khách sạn ấy thì cái hôn lễ hiện đại, cái buổi lễ kết hôn kiểu hiện đại thì diễn ra nhiều. Kurotiman thế nhưng truyền thống cho kim bố sụp tô mà ni đám ma inante và cũng còn nhiều cái nét truyền thống, nhiều nét truyền thống ở trong cái lễ cưới. Kinon shiki kunago na tho sau khi kết thúc cái lễ kết hôn ấy, shinlang bumonim qua chính thức quân đế 드리는 인사인 폐백이 대표적입니다. Và cái đại diện cho cái việc mà cái đại diện cho cái việc mà truyền thống đó là sau khi lễ kết hôn ấy thì sau khi kết hôn xong ấy thì cô dâu là chào hỏi gia đình nhà chồng bằng cái lễ đó là phêbek. Cho nên cái phêbek này là đại diện cho cái truyền thống đó. Đấy là kết hôn. Thì đây các bạn nhìn ở trong bức ảnh này, bố mẹ chồng này hoặc người lớn này tung những cái quả như là hạt dẻ hoặc là lạc hoặc là để cho hai vợ chồng cầm một miếng vải trắng để hứng. Nếu mà hứng được nhiều thì ý là sau này con cái đầy đàn. Đấy. Đấy là cái lễ kết hôn. Tiếp theo, chia xa.
chê sa là dỗ, còn chê san đa là ngày dỗ nhé. Các bạn hay đi làm cho trong công ty muốn nghỉ thì nghỉ vì dỗ, đó là chê san đa. Ví dụ như là harabuchi aboji chê san đa, tức là cụ dỗ cụ đấy nhé. Dỗ thì Hàn Quốc thực hiện lễ tưởng niệm gọi là chê sa. Ơn thủ là gạt sinh nhân, nếu mà người lớn qua đời, người lớn về với tư tổ đấy, lớn mất. Mẹ nên thủ là ca chi nên là đấy, và chúc tôi đi bồi ở đó, bồi ở thế xa đất, chi nên gì cả. Vào khi mà nếu một người lớn mà mất đi, thì vào mỗi ngày mất ấy, thì mọi người trong gia đình tập trung lại và làm cái lễ làm dỗ. 요즘은 많이 간소화 되었으나 제사상에는 đây ạ, dạo này cũng đơn giản hóa đi rất nhiều rồi. 간소화 đơn giản hóa. 제사상에는 ở trên cái bàn mà bày lễ tế, 전 나물 gồm có những cái gì ạ? 전 này, namun này, những bánh rán ấy, bánh bột mì ấy. Namun là giá đỗ, quail là trái cây, koki tưng các loại thịt vân vân. Trong trong sườn kê bán cơm ăn ấm chế biến bolivia rất là thành kính làm những món ăn dâng lên tổ tiên. Miếng chôn á chi mê nâng từ đi nâng chế xa nâng cha lê giả cô hẳn là. Và vào ngày lễ, vào buổi sáng của ngày lễ thì mọi người sẽ làm lễ cái này gọi là cha lê. Cha lê, làm lễ vào buổi sáng. Và cuối cùng là chúng ta có tìm hiểu đây là trang lê. Trang lê đây là ngày gì ạ? Ngày mất. Đám tang ấy, trang lê xích trang là cái nơi diễn ra tang lễ, nhà tang lễ. Trang lê xích trang e khai tế nên khi mà đi đến cái nhà tang lễ, cơ môn xe ô sơ thì cô cầm đi là các bạn hãy mặc quần áo màu tối màu hoặc mặc cái cơ môn xe là màu đen luôn, mặc quần áo màu đen. Trang lê xích trang nghề cho nên ở cái nhà tang lễ, thô la ca si nên phù nê thế hắn mục niệm mẫn hạc là, tức là chúng ta mục niệm là mặc niệm này. Chúng ta mặc niệm về cái vị, về cái người đã khuất, chờ đơn hạc ô và vái lạy phù lo ca si nên phù đế cả chục từ đề kê in xa đơn hầm gì ra và chào hỏi và hỏi thăm tới những người trong gia đình của người đã mất. Cô thông Hàn Quốc kể sơ nên bình thường ở Hàn Quốc ấy, thô la ca xin nàl lô phù thơ thì từ khi mà người ta mất, tham y đi na ô in tổng an trang lê dân chi dâm đi nà, và người ta thường tổ chức tang lễ cho người đã mất đó từ 3 đến 5 ngày. Cái này cũng gần giống như Việt Nam này. Đấy là tôi giới thiệu một chút về cái phần văn hóa của Hàn Quốc như vậy. Hàn Quốc đấy. Hàn Quốc gì đấy? Kiêng sổ phạ. Việc yếu hỉ của Hàn Quốc. Và bây giờ chúng ta sẽ làm phần EBS Topic các bạn nhé. Hà còn đây không Hà? Dạ có ạ. Ok ok. Làm EBS Topic luôn em nhé. Vâng ạ.34과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 지훈 씨, 정말 멋있네요. 결혼 축하해요. 씨, 정말 멋있네요. 결혼 축하해요.
2번 다음 주 토요일이 친구 생일인데 무슨 선물을 하면 좋을까요? 토요일이 친구 생일이 2번 다음 주 토요일이 친구 생일인데 무슨 선물을 하면 좋을까요? 3번 건우 씨, 한국에서는 돌잔치 때 뭐 해요? 3번 건우 씨, 한국에서는 돌잔치 때 뭐 해요? 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 소식 들었어요? 현석 씨 아버지가 돌아가셨어요. 정말이요? 현석 씨가 많이 힘들겠네요. 오늘 저녁에 리안 씨하고 가보려고 하는데 같이 갈래요? 네, 오늘 저녁에 같이 가요. 그런데 장례식장에 갈 때는 까만색 옷을 입고 가야 돼요. 그럼 집에 가서 까만색 옷을 입고 올게요. 근데 같이 갈래요? 힘들겠네요. 돌아가셨어요. 소식 들었어요? 현석 씨 아버지가 돌아가셨어요. 정말이요? 현석 씨가 많이 힘들겠네요. 오늘 저녁에 리안 씨하고 가보려고 하는데 같이 갈래요? 네, 오늘 저녁에 같이 가요. 그런데 장례식장에 갈 때는 까만색 옷을 입고 가야 돼요. 그럼 집에 가서 까만색 옷을 입고 올게요. Thế em làm luôn phần đọc nhé. Thế em xong cái bảo thầy giáo luôn nhé.
Vâng ạ. Trang làm đến câu nào rồi Trang? Em còn câu cuối. Câu nào? Trang làm xong rồi. Em xong rồi đấy. Đáp án cho thầy nhé. Phần nghe thì Hà đáp án như nào? Phần nghe của em là từ 1 đến 3 là câu 1, câu 2, câu 4 ạ. Câu 4, câu 5 là câu 3, câu 2 ạ. Rồi, phần đọc. Phần đọc là câu 1 là 2, câu 2 là 3, câu 3 là 3, câu 4 là 2, câu 5 là 1. Trang. Từ 1 đến 3 là em làm 4 này. 2 à đâu? 4. 4 4 2. 4 5 là 3 với 2, còn bên đọc là 1 3 3 2 3. Ok. Để làm cái này nhá.
Đầu tiên chúng ta nghe nhé. Giáo bật nghe lại cho các bạn. 34과 EPS 토픽 듣기 1에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 지훈 씨, 정말 멋있네요. 결혼 축하해요. 2번 말 없긴 혼 축하해요. 2번 Điều chọn gì vậy ạ? Ý 1. Cảm ơn. Xin muốn từ cô. Người ta đã nói là cao chúc khai heo. Thì mình phải cảm ơn thêm. Câu 1 cảm ơn này. Câu 2 này. 다음 주 토요일이 친구 생일인데 무슨 선물을 하면 좋을까요? Đấy, quan trọng là mua sơn sơn buôn hàm nhân chùn cây ô. Ô sơn sơn buôn hàm nhân kê ở tế ô. Ý số 2 các bạn nhé. Sao sợ chọn ý số 4 nhỉ? Số 4 là chê xem ý nên tham chu thôi đi ấy ô. À, sinh nhật của tôi vào thứ bảy tuần sau. Thế tôi hỏi là mua quà gì thì tốt mà. Câu 3. Số 2 à? Đáp án là số 2 em ạ. Nè. 3번. 건우 씨, 한국에서는 돌잔치 때 뭐 해요? 건우 ở Hàn Quốc ấy thì vào dịp 돈잔치 thì mua heo. Người ta hỏi là mua heo chứ không phải là hỏi xem ít thôi. Mua heo đó là gì ạ? Chúc ca hà vô. Chúc ca hà vô. Hà vui mở gọi hồ. Ý số 4 đúng không ạ? Ok. Câu số 5 ạ. Hai người này định đi đến đâu? Thì chắc chắn đi đến Trang Lý Xích Trang rồi. Thì giáo sẽ bật và dịch cho. 남자는 무슨 색 옷을 입을 것입니까? Người con trai sẽ mặc áo màu gì? Ở đây chúng ta có 빨간색 là màu đỏ, 까만색 là màu đen, 하얀색 là màu trắng và 파란색 là màu xanh biển. Bây giờ chúng ta sẽ nghe thêm cái phần câu 4, 5 này. 4에서 5번 하나의 이야기를 듣고 두 개의 질문에 대답하십시오. 소식 들었어요? 소식 들었어요? 소식 뜨가 통띠네. 망해야 띠지 헌석 씨 아버지가 돌아가셨어요. 뭐 헌석 씨 아버지 뭐고 봐 헌석 씨 나 다 mất rồi. 정말이요? 하다. 현석 씨가 많이 힘들겠네요. À, bạn Hiên Sóc, các bạn chắc là rất là vất vả đây. 오늘 저녁에 리안 씨하고 가보려고 하는데. À, tôi định cùng với Li Han đi thử xem. 같이 갈래요? Bạn muốn đi cùng không? 네, 오늘 저녁에 같이 가요. À, hôm nay, tối nay cùng nhau đi. 그런데 장례식장에 갈 때는. Thế nhưng khi đi đến nhà tang lễ. Trang Lê Xích Trang mình biết ngay ở đây Trang Lê Xích. Khi đi đến nhà tang lễ thì sao ạ? 까만색 옷을 입고 가야 돼요. À, phải mặc áo màu đen. 까만색 옷을 입고 가야 돼요. Phải mặc áo màu đen. 그럼 집에 가서 까만색 옷을 입고 올게요. À, nếu thế thì tôi về nhà mặc cái áo màu đen đến. 입고 올게요. Ok chưa? Ý số 3 và ý số 2 ạ. Chúng ta xem phần đọc hiểu ạ. Câu 1 chúng ta chọn ý mấy ạ? 1 chọn ý 1. Chọn ý 1 đúng rồi. 한국에서는 아이 첫 번째 생일은 돈이라고 합니다. Được gọi là 돈.
Ok, số 1 đúng. Câu số 2 chọn đi mấy ạ? Số 3. Khi mà kết hôn thì nhận được thiệp mời đúng không ạ? Nhận được chứng chấp trang. À đây này. Chờ tôi ở chê hôm qua. Chứng chấp trang nguyên và ra sổ. Hôm qua tôi đã nhận được thiệp mời rồi. Câu số 3 chọn ý mấy ạ? À. Chọn ý 3, feedback đúng không ạ? Đây là cái việc chào bố mẹ và gia đình nhà chồng chú rể thì gọi là feedback. Câu 4 chúng ta cho gì vào đây? Hai. Ờ, đầu tiên chúng ta serun chip isarun kamien. Đây là chuyển nhà đúng không ạ? Thì cùng với bạn bè và gia đình thì mời bạn bè gia đình đến làm gì ạ? Làm cái chip từ đi. Đúng rồi. Nhá. Đây ạ. Seje sun mul hanen geoseun eotteon eumigimnika? Eotteon eumi? Eumi là ý nghĩa nhá. Ý nghĩa gì, ý nghĩa nào? Cái xà phòng ấy, cái bột giặt ấy, seje là chất tẩy rửa này. Khi tặng chất tẩy rửa thì nó có ý nghĩa gì? Thì các bạn lưu ý cho tôi này. Đây ạ. Seje neun palli puja ga tteoraneun eumiga isseumnida. Palli puja tteokkireun baramnida. Đây là mong cho gia chủ giàu nhanh giàu có. Đấy, câu số 3. 2 và 3 đúng không ạ? Thì ở đây bạn là Hà được thầy giáo thấy bạn Hà đúng 9 câu này. Bạn Trang đúng 7 câu. Trang sai mất 3 câu nghe lúc đầu ạ. Trang. Sai được 3 câu nghe. Tiếc quá. Ok, buổi hôm nay chúng ta học đến đây các em nhé. Bài 34 các em về chuẩn à, 35 các em về chuẩn bị nhé. Bài 35 rất là hay đấy. Ok, 오늘 여기까지 공부합니다. 수고하세요. 네, 안녕하세요. 네, 수고하세요.